tĩnh lặng là điều cốt lõi. Chúng ta cần tĩnh lặng như chúng ta cần không khí, như cái cây cần ánh sáng. Nếu tâm trí chúng ta lúc nào cũng đầy những từ ngữ và suy nghĩ thì lấy đâu ra không gian cho chính chúng ta đây? Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thứ có được từ những thủ đoạn là thứ sẽ mất đi. Người về chùa ngồi dưới hiên, nói thế rồi mỉm cười xa xăm. Ngày xưa, lần đầu tiên đến chùa, ta cũng từng nói như thế, nhưng người lại chẳng tin. Người nói, ngoài kia thiếu gì những người thủ đoạn, toan tính, giành giật, nhưng vẫn giàu thật to đó thôi. Người nói thế rồi đi, ta muốn nói với người gì đó, nhưng lại thôi. Khi có được từ những thủ đoạn, trong lòng phải mất đi sự tử tế. Lời nói mất đi sức nặng khi dạy dỗ những đứa con. Đôi mắt mất đi sự tự tin khi nhìn những người mình yêu thương. Đôi tay sẽ mất đi sự chân thành để ôm lấy những người chung quanh. Ngày mai phải mất đi sự bình thản, sẽ phải mất thật nhiều. Người mỉm cười nói bình thản đã gỡ được những hoang mang bế tắc trong lòng ngày trước. Hôm qua ta muốn nói với người gì đó, nhưng lại thôi. Núi mùng 8 tháng 4 2015.